Lĩnh 8 năm tù vì dùng quốc tác động mạnh vào chán người nhắn tin với vợ. Tìm thấy công nhân bị vùi lấp tại công trình dưới cầu ở Cần Thơ. Ấn tượng chương trình khai mạc những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vì nhìn thấy vợ mình nhắn tin với một người đàn ông ở cùng chỗ làm, trong cơn ghen, một đối tượng đã dùng quốc đánh người này dẫn đến vỡ xương chán. Nắm được tình hình, trong ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Sang, sinh năm 1999, ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, 8 năm tù. Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3 tháng 8 năm 2023, tại trại chăn nuôi của một công ty ở thôn An Long 2, xã Canh Binh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Sang phát hiện vợ là chị TTMP đang nhắn tin tình cảm qua điện thoại với anh NTK, cùng làm chung trang trại chăn nuôi. Do ghen tức, Sang đã lấy một cây cuốc đánh trúng đầu anh ca, trong khi anh ca đang nằm ngủ không có khả năng tự vệ. Hậu quả, nạn nhân ca bị vỡ xương chán, xuất huyết não, kèm tụ khí nội sọ não hai bên, phù não lan tỏa bán cầu đại não hai bên, tràn máu và khí dưới màng cứng, tụ máu khoang dưới nhện chán hai bên, tụ máu dọc liềm đại não. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân ca được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54%. Theo hội đồng xét xử, Việc anh ca không tử vong là nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, điều này là ngoài ý muốn của sang. Theo hội đồng xét xử đánh giá, hành vi nêu trên của bị cáo sang là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương. Thưa quý vị, sau hơn 3 giờ tìm kiếm, tới khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 8, nam công nhân bị vùi lấp tử vong khi thi công cống thoát nước dưới chân cầu Trần Hoàng Na, Cần Thơ đã được tìm thấy. Trong tối cùng ngày, ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư công trình đã có báo cáo nhanh về vụ việc trên. Cụ thể, sự cố xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày, lở đất vùi lấp hai công nhân đang thi công rãnh thoát nước, một người may mắn được cứu kịp thời đưa tới bệnh viện, người còn lại bị vùi lấp. Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ cho biết, hiện trường xảy ra vụ tai nạn thuộc công trình hoàn trả hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên đường gom dân sinh dưới cầu Trần Hoàng Na. Thời điểm trên, nhà thầu thi công đào hố móng để đặt ông cống thoát nước mưa đường Trần Hoàng Na xuống sông Cần Thơ. Tới chiều 23 tháng 8, nhà thầu thi công sử dụng hai máy đào hố móng. Quá trình đào đất, có hai công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ thì xảy ra sạt lở trên thành hố. Tai nạn khiến ông NTB 40 tuổi bị thương, ông NVT 53 tuổi tử vong. Nguyên nhân dự đoán là do mưa nhiều, đất yếu, dễ sụt lở. Được biết, sau khi sạt lở xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, ông NTB được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nạn nhân NVT đã được tìm thấy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Trong tối 23 tháng 8, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khai mạc những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình, ban tổ chức mong muốn tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của ngày giải phóng thủ đô, thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển thủ đô trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để Hà Nội quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, con người thủ đô thanh lịch văn minh, thủ đô Hà Nội thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thanh Hà cho biết, chương trình Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh là dịp để hai thành phố ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, gặp gỡ, chia sẻ, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, tiềm năng và con người của mỗi địa phương đến với công chúng và du khách. Theo đó, các hoạt động trong chương trình sẽ làm sâu đậm thêm tình cảm gắn bó, bền chặt giữa hai địa phương, thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, góp phần phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng thế mạnh của hai thành phố khẳng định vai trò vững chắc của hai đầu tàu kinh tế lễ khai mạc mang đến chương trình nghệ thuật với chủ đề dấu son hà nội cùng các màn trình diễn ca múa đặc sắc trên sân khấu lấy ý tưởng từ cột cờ hà nội di tích lịch sử đặc biệt một trong những biểu tượng của thủ đô biểu tượng này được xem như nhân chứng lịch sử cho sự kiên cường bất khuất của người dân thủ đô trong thời kỳ kháng chiến chống pháp oanh liệt bên cạnh đó vẻ đẹp của đất và người hà nội cũng được thể hiện qua sân khấu tái hiện bằng những khung tranh phố phái đầy cảm xúc tại lễ khai mạc khán giả thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức bộ phim phóng sự giới thiệu về thủ đô, mang đến cái nhìn sâu sắc về truyền thống và sự phát triển của Hà Nội. Ngoài ra, trong 3 ngày diễn ra chương trình, ban tổ chức sẽ mang đến cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố lân cận, du khách các hoạt động ý nghĩa đặc sắc như lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật mang chủ đề dấu son Hà Nội, cùng các màn trình diễn ca múa đặc sắc trên sân khấu, lễ ý tưởng từ cuộc cờ Hà Nội, di tích lịch sử đặc biệt, một trong những biểu tượng của thủ đô hoạt động thăm và tặng quà 70 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức hoạt động triển lãm với các nội dung, trưng bày ảnh tư liệu kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, triển lãm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, di sản cho mai sau, triển lãm tranh ảnh, tư liệu về di tích quốc gia đặc biệt, văn miếu quốc tử giám, trưng bày, triển lãm, giới thiệu tinh hoa đạo học Việt Nam. Thành phố Hà Nội cũng tổ chức hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chương trình giao lưu nghệ thuật, giai điệu trẻ, giao lưu thể thao. Được biết, sự kiện những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 8. Ngày 21 tháng 8, tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn Hải Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Thị Hương với danh xưng cô đồng bồ cao về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý trong phiên tòa thay vì ăn năn hối lỗi, bị cáo này luôn mỉm cười và tỏ thái độ có phần thách thức lại, càng khiến dư luận có phần bức xúc. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bị cáo Trương Thị Hương được dẫn giải đến tòa với thần thái và sức khỏe tốt. Theo cáo trạng ngày 19 tháng 2 năm 2022, tại chỗ ở của Trương Thị Hương ở Nam Hà, Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, Hương đã lợi dụng mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn Tê, 34 tuổi ở Kinh Môn, để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói, chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Hương nói với vợ chồng anh Tê là bố đẻ anh Tê có hạn nặng, anh Tê cần phải làm lễ dâng sao giải hạn, tiễn mã di cung đổi mệnh, mở cung tài. Nếu không làm thì bố anh Tê sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ ra đi hết. Hương nói số tiền làm lễ hết 22,5 triệu đồng. Vợ chồng anh Tê tin lời Hương nên đồng ý. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh Tê chuyển khoản cho Hương số tiền 22,5 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, Hương làm lễ cho anh Tê tại điện nhà Hương. Trong quá trình làm lễ, Hương yêu cầu anh T phải đến đền cô Chín tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để làm lễ tiện mã. Tối 21 tháng 2 năm 2022, anh T đến nhà Hương, kết nối điện thoại cho Hương nói chuyện với bà Trịnh Thị Hát, 54 tuổi ở tỉnh Hà Nam, là mẹ vợ của anh T. Qua nói chuyện điện thoại, Hương phán bà Hát kinh doanh bất động sản, tương lai sẽ mua nhiều đất. Hướng nhà không tốt, Người con thứ hai của bà Hát chị Lê Thị Tê 32 tuổi có duyên âm nên chưa lấy được chồng. Muốn lấy chồng thì phải cắt duyên âm. Yêu cầu gia đình gửi cho Hương một chiếc áo của chị Tê để làm lễ cắt duyên âm. Bà Hát tin lời nên bảo anh Tê đưa cho Hương số tiền 4 triệu đồng, nhờ Hương mua hương hoa cúng ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng tại điện nhà Hương cho bà Hát. Anh Tê chuyển khoản cho Hương 4 triệu đồng. Sau đó anh Tê và bà Hát hỏi, chi phí đi lễ tại đền Cô Chín ở tỉnh Thanh Hóa thì Hương nói Hương lo hết rồi, chỉ thêm tiền trầu cau. Đến ngày 23 tháng 2 năm 2022, anh Tê cùng Hương đi làm lễ tại đền Cô Chín. Bà Hát không đi được nên có gửi một chiếc áo của con gái theo. Sau khi làm lễ xong, Hương bảo với anh Tê, chi phí làm lễ phần của anh Tê hết 40 triệu đồng. Còn của bà Hát hết 80 triệu đồng. Anh Tê không đồng ý. Hương yêu cầu anh Tê phải trả tiền để Hương thanh toán cho người phục vụ làm lễ. Anh Tê tiếp tục chuyển khoản cho Hương số tiền 40 triệu đồng. Sau đó anh gọi điện thông báo cho mẹ vợ số tiền phải trả cho Hương nhưng bà này cũng không đồng ý trả. Sau khi tốn nhiều tiền làm lễ, anh Tê thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước. Bố đẻ anh còn bị tai biến. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, anh T đã làm đơn trình báo toàn bộ sự việc gửi đến công an thị xã Kinh Môn. Được biết, vợ chồng anh Tê tin lời Hương nên chuyển khoản cho Hương hai lần tiền, tổng số tiền là 62,5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết. Một trường hợp khác, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế Ích, 34 tuổi, ở quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng, đi cùng mẹ là bà Vũ Thị Hát, 57 tuổi, đến nhà Hương để xem bói. Xem phong thủy và xem có bán được nhà không. Hương nói với anh Ích và bà Hát là nhà anh Xuân đang bị yểm bùa. Trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Hương nói muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ, giải tiến hình, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát Hương, chi phí hết 270 triệu đồng. Anh X nói là không lo được số tiền 270 triệu đồng thì Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và nói sẽ cho anh X làm chủ đài. Hương khẳng định đến ngày 28 tháng 12 năm 2022 anh X sẽ bán được nhà. Nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm. Nghe Hương hứa, anh X tin tưởng đồng ý hương yêu cầu anh ích đặt cọc 15 triệu đồng anh ích nhờ bà hát chuyển khoản cho hương số tiền 10 triệu đồng còn bản thân đưa trực tiếp cho hương 5 triệu đồng tiền mặt đến chiều ngày 7 tháng 12 năm 2022 anh ích cùng với vợ là chị nguyễn thị minh ca đến nhà đưa cho hương số tiền 165 triệu đồng sau khi nhận được tiền hương đã chi tiêu hết tổng số tiền hương chiếm đoạt của hai gia đình nạn nhân là 242 triệu 500 nghìn đồng với những hành vi này Trương Thị Hương bị truy tố ra trước tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong suốt thời gian trước đó, bị can Trương Thị Hương còn được gọi là cô đồng Trương Hương, nổi tiếng trên mạng xã hội với việc bổ cao xem bói và câu nói đúng nhận sai cãi. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an thị xã Kinh Môn đã phạt cô đồng Hương 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, Dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 2 điều 174 khoản 2 Bộ luật hình sự. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, công an Kinh Môn cho biết, bị can Trương Thị Hương tiếp tục bị khởi tố tội danh trên trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác. Gần đây dư luận lại một lần nữa xôn xao chia sẻ clip về một cô đồng người cao ở Hà Nội. Chưa cần bổ hẳn quả cao ra như cô đồng Trương Thị Hương ở Hải Dương, cô đồng này chỉ cần đưa quả cao lên mũi ngửi là có thể nhìn thấu mọi chuyện. Trong clip thu hút hơn một triệu lượt xem, cô đồng này chỉ cần đưa quả cao lên ngửi là có thể nhìn ra mộ phần và cảnh người tai nạn thương vong. Theo người này, vì quả cao có mùi tanh nên gần nhà người xem có đoạn rẽ xảy ra tai nạn ngoài những clip với nội dung như vậy còn rất nhiều clip khác quay lại cảnh cô đồng này xem bói phán về mồ mả gia tiên đường công danh sự nghiệp con cái hay bệnh tật nhiều lần cô đồng khẳng định người đến xem bị vong theo mộ phạm đứt long mạch chỉ cần chi tiền cúng lễ tài khoản tiktok có tên là ngờ thờ thờ Lờ, được cho là của cô đồng người cao hiện có hàng chục nghìn người theo dõi đăng tải công khai số điện thoại nhiều clip có cả triệu lượt xem thu hút lượng tương tác lớn trong các bài viết khi có người đặt lịch xem, chủ tài khoản còn tương tác để lại số điện thoại, kêu gọi mọi người kết bạn Zalo để được hướng dẫn cách xem. Được biết cô đồng người cao gây xôn xao trên mạng, tên là Thờ Thờ, hiện sống ở Thạch Thất, Hà Nội. Cô nhận xem bói online và xem bói trực tiếp. Nếu muốn xem bói online thì người xem cần đặt lịch, còn xem bói người cao thì phải đến trực tiếp thôn Vân Lôi, xã Bình Yên, Thạch Thất. Một người phụ nữ cho hay xem online cô chỉ xem tay, xem tướng, còn muốn xem cau thì phải đến tận nơi. Cô làm việc từ 8 giờ nhưng bận nhiều khóa lễ nên chỉ có thể xem vào thứ ba, thứ tư và thứ bảy tuần sau. Cũng theo người phụ nữ này, trước khi đến, người xem phải chuẩn bị hoa, quả hoặc bánh, đặc biệt là phải mua 5 lá trầu, 5 quả cau. Số trầu cau này không được cúng lễ trước ở nhà hay bất cứ đâu, nếu cúng rồi là cô không xem được. Trước đó, cô đồng bờ cao Trương Thị Hương ở Hải Dương đã gây xôn xao dư luận với khả năng xem bói bổ cao phán vành vách đủ chuyện ma quỷ âm dương. Bà Hương sau đó đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, hiện tượng cô đồng người cao này lập tức gây tranh cãi, nhiều người lo ngại. Đây là biển hiệu của tình trạng mê tín dị đoan và dẫn tới các trường hợp lừa đảo như sự việc của cô đồng bổ cao ở Hải Dương trước đây trước tình trạng xem bói lợi dụng bói toán hành nghề mê tín dị đoan phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức nguyên phó viện trưởng viện văn hóa và phát triển học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cho hay hiện tượng bói toán chiêm bái đoán mộng phán bảo điều này điều kia dưới góc độ thần thánh đã tồn tại hàng nghìn năm qua theo chuyên gia văn hóa này chưa có nghiên cứu đầy đủ xác định hành vi hầu đồng là đúng hay sai mà tùy theo quan niệm của từng người tuy nhiên với những người tự xưng là cô đồng dùng mạng xã hội để lan truyền quảng bá hiện tượng mê tín dị đoan thì cần xử lý theo quy định pháp luật vị chuyên gia nêu quan điểm hành động này khiến con người nhất là thế hệ trẻ mất niềm tin vào chính mình mà bấu víu vào một thế lực siêu nhiên nào đó thậm chí mỗi lời nói của cô đồng cũng dễ đẩy con người tới bờ vực bi quan về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hữu Toại, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hưng Đông cho hay, điểm D khoản 7 điều 14 Nghị định 38-2021 NDCP quy định xử phạt hành chính đối với việc tổ chức hoạt động mê tín dị đoan như sau. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan. Ngoài ra, nếu người đó có hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan thì có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng điểm C khoản 6 điều 20 nghị định 38-2021 NDCP. Đây được coi là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 8, một xe ô tô 7 chỗ khi đang lưu thông trên đường Chu Văn An thành phố Quảng Ngãi thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe taxi dẫn đến lật nghiêng. Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Theo đó, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 76A10356 lưu thông trên đường Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi theo hướng Bắc Nam thì va chạm với xe taxi của hãng Sun Taxi mang biển kiểm soát 76A11631 chạy qua đường khiến ô tô 7 chỗ lật nghiêng, còn xe taxi bị vỡ nát phần đầu. Tài xế ô tô 7 chỗ có thắt dây an toàn nên không bị thương khi xe lật. Cú tông ngang khiến phần đầu xe taxi bị vỡ nát, nhiều mảnh vỡ của đầu xe taxi văng ra đường. Tài xế taxi cũng may mắn không bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên cả hai xe đều không có hành khách. Tháng 1 năm 2023, tại vị trí này cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khiến một người bị thương và một ô tô hư hỏng nặng. Hiện cầu Trà Khúc 2 nằm trên quốc lộ 1 thành phố Quảng Ngãi xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nên từ ngày 15 tháng 7 năm 2024 đến ngày 14 tháng 9 năm 2024, cơ quan chức năng cấm xe lưu thông trên cầu Trà Khúc 2 để sửa chữa cầu. Vì vậy lượng xe chuyển hướng lưu thông trên đường Chu Văn An thành phố Quảng Ngãi để qua cầu Thạch Bích cũng tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Thưa quý vị, thông qua mạng xã hội Facebook, một nam thanh niên ở quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đã làm quen rủ dê bé gái sinh năm 2013 vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đổi bại. Ngày 23 tháng 8, Công an quận Bình Tân cho biết đã bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 2002, ngụ đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Công an quận Bình Tân đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình cháu PBN, sinh năm 2013, ngụ huyện Hóc Môn, về việc bị lợi dở cho đồi bại tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Tạo. Thông qua mạng xã hội Facebook, bé gái N quen biết với lợi. Hôm 20 tháng 6, lợi hẹn N đi nhà nghỉ và được bé gái đồng ý. Nam thanh niên sau đó thực hiện hành vi đồi bại với N. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, N về nhà thì người thân cặng hỏi, phát hiện nên đưa đến công an phường Tân Tạo để trình báo. Tiếp nhận hồ sơ công an quận Bình Tân xác minh mời làm việc với lợi, nhưng thanh niên này đã đi khỏi nơi cư trú, ở đâu không rõ. Công an cũng phát thông báo truy tìm, nhưng lợi khóa trang cá nhân, tắt điện thoại lần trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ hôm 19 tháng 8, trinh sát hình sự công an quận Bình Tân phát hiện lợi đang di chuyển trên địa bàn phường 12, quận 5 nên khống chế đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, bước đầu lợi đã khai nhận hành vi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 23 tháng 8, Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 vừa phát hiện thu giữ nhiều bình khí N2O, còn được gọi là khí cười và làm rõ những người có liên quan. Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý kho khí cười vừa phát hiện trên địa bàn. Vụ việc được phát hiện vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 22 tháng 8, khi công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển một số bình N2O, còn gọi là khí cười, trên tuyến đường Trương Dương, Phạm Tuấn Tài, quận Ngũ Hành Sơn và tiến hành kiểm tra. Khai thác nhanh các đối tượng khai vận chuyển các bình khí này từ kho chứa tại số nhà ở đường Giang Châu 2, phường Khuê Mỹ, Tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà trên do ông Nguyễn Quỳnh Anh V, 36 tuổi, chú quận Sơn Trà, thuê sử dụng. Cơ quan chức năng phát hiện 162 bình kim loại nghi chứa khí N2O. Người này khai nhận toàn bộ số bình khí nói trên được đặt mua qua mạng xã hội, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Mục đích của việc đặt mua số bình khí trên là để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, ngoài ông V còn có thêm 4 người khác được ông này thuê để vận chuyển khí cười theo đơn đặt hàng của khách. Test nhanh 5 đối tượng, kết quả có 2 đối tượng dương tính ma túy. Mới đây thông tin một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đu dây từ khách sạn sang nhà dân ở thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế đối tượng đưa về trụ sở. Ngày 23 tháng 8, công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai nam thanh niên có biểu hiện bất thường khi gây náo loạn khu vực khách sạn VL, đường d Bao 23, xã Vĩnh Lộc B. Hiện nam thanh niên này vẫn chưa tỉnh táo nên lời khai chưa rõ ràng. Trước đó vào khuya 22 tháng 8, người dân phát hiện nam thanh niên này mặc quần dài, cởi trần đập vỡ kính cửa sổ, leo từ cửa sổ tầng 3 của khách sạn ra ngoài. Sau đó nam thanh niên này bám chặt sợi dây cáp được treo từ sân thượng khách sạn xuống đất. Người dân gọi điện báo với công an và đưa ra nhiều lời khuyên cho nam thanh niên trên. Tuy nhiên, nam thanh niên trên không nghe theo mà ngồi giữ sợi dây một hồi lâu, sau đó đu qua mái nhà bên cạnh đi xuống đất. Công an xã Vĩnh Lộc B đã khống chế nam thanh niên đưa về trụ sở. Theo một số người dân, nam thanh niên này cùng bạn gái đến thuê phòng khách sạn ở trên tầng 3, được một lúc thì xảy ra vụ việc trên. Liên quan đến việc trường Trung học Phổ thông Thái Phiên cho học sinh ký nhận tiền thưởng nhưng chỉ nhận được vở, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng mới đây cho biết đã có kết luận trả lời phản ánh của các giáo viên về dấu hiệu sai phạm của Hiệu trưởng Nguyễn Bá Hảo. Trước đó, giáo viên nhà trường phản ánh năm học 2022-2023, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thái Phiên Đà Nẵng là ông Nguyễn Bá Hảo đã cho 654 học sinh giỏi khối 10 và 11 ký nhận tiền thưởng 200.000 đồng một em, nhưng mỗi em chỉ nhận được 20 cuốn vở. Tổng số tiền mua vở là 138,4 triệu đồng với số lượng 13.840 quyển. Đây là loại vở 96 trang, giá thị trường chưa tới 6.000 đồng một quyển. Do loại giấy quá mỏng nên không bán nhiều trên thị trường. Chính vì vậy, phụ huynh muốn nhờ giáo viên làm rõ vấn đề này, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ nhà trường. Trước bức xúc của phụ huynh và giáo viên, nhà trường đã tổ chức buổi họp bất thường vào ngày 25 tháng 1 nhưng không làm rõ được ai là người đi mua vở, giá mỗi quyển bao nhiêu. Tiếp theo tại buổi họp hội đồng ngày 21 tháng 2, ban thanh tra nhân dân của trường trả lời là có hợp đồng báo giá 10.000 đồng một quyển, nhưng hợp đồng không có hóa đơn điện tử và không có người đề xuất mua hàng. Tuy nhiên trong báo cáo giải trình ngày 22 tháng 4 của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thái Phiên thì hiệu trưởng là người quyết định mua vở, thực hiện mua vở Tháng 6 năm 2024, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản phản hồi các kiến nghị phản ánh này. Trong đó kết luận trường Trung học phổ thông Thái Phiên không thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc cho học sinh ký nhận tiền mặt mà nhận vở là không đúng theo hồ sơ thanh toán. Sở yêu cầu ông Nguyễn Bá Hảo phải hoàn trả toàn bộ số tiền 138,4 triệu đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng lại được nhận vở chấm dứt việc phát thưởng cho học sinh với hình thức cho học sinh ký nhận tiền mặt nhưng lại phát hiện vật. Mặc dù vậy, đến nay ông Hảo vẫn chưa hoàn trả lại số tiền cho học sinh. Được biết, ngày 24 tháng 7, ông Hảo ra thông báo cho các học sinh giỏi khối 10-11 năm học 2022-2023 có nhận thưởng là vở, đến trường để đổi lấy tiền mặt. Tuy nhiên, nhiều em mang vở đến trường thì không được đổi. Ngày 7 tháng 8, ông Hảo tiếp tục ra thông báo ngừng đổi vở để nhận tiền mặt và rời việc đổi này đến đầu năm học 2024-2025. Ngày 23 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên khắc phục khuyết điểm trong việc trao thưởng cho học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, tháng 7 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có đợt kiểm tra về công tác quản lý, đối với hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên. Qua quá trình làm việc, sở đã phát hiện một số sai phạm của hiệu trưởng về điều hành, quản lý nhà trường, trong đó có việc trao thưởng cho học sinh cuối năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên khẩn trương khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, báo cáo sở cụ thể lộ trình và kết quả thực hiện. Sau khi hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên khắc phục hạn chế và có báo cáo đầy đủ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo đúng quy định. Liên quan vụ hàng trăm phụ huynh vây kín cổng trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để chất vấn, chiều 23 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã có thông báo chính thức phương án giải quyết nguyện vọng của người dân cho con theo học tại trường. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, bà Đỗ Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch quận cho hay, qua giả soát, đến ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận nhận 520 đơn đăng ký của phụ huynh có nguyện vọng xin cho con học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3. Bà Hà cho rằng những nguyện vọng này đều rất chính đáng và phù hợp. Bà Hà thông tin, nhiệm vụ của địa phương là đảm bảo quyền lợi của học sinh đang sinh sống trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân quận thống nhất phương án trước mắt là cố gắng phân đấu tiếp nhận nguyện vọng của tất cả phụ huynh cho con được vào học các trường công lập trên địa bàn phường Tây Mỗ. Tuy nhiên theo bà Hà, việc tiếp nhận này về thẩm quyền tiếp nhận với chính quyền địa phương đang vướng về cơ chế do số lượng tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định, thời điểm tuyển sinh đã hoàn thành. Nguyện vọng của phụ huynh gửi tới là sau thời gian tuyển sinh. Bà Hà cho hay, chúng tôi cần đề xuất xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ sung chỉ tiêu và cần có thời gian ra soát cơ sở vật chất của nhà trường. Điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên phải đảm bảo chất lượng. Ủy ban nhân dân quận sẽ cố gắng ra soát, phân tích từng trường hợp thông qua đơn nguyện vọng, từ đó đánh giá địa bàn từng tổ dân phố, đồng thời có thời gian xin ý kiến sở. Thời gian thông báo kết quả tiếp nhận theo bà Hà phải đến ngày 27 tháng 8, ủy ban nhân dân quận mới có trả lời, nhưng trên tinh thần đảm bảo sẽ tiếp nhận. Quận sẽ tạo điều kiện cho toàn bộ học sinh trường tiểu học Lý Nam Đế có cư trú tại địa bàn theo phân tuyến được chuyển về tiểu học Tây Mỗ 3 nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên phương án này còn chờ được thông qua, những trường hợp có nguyện vọng ở lại trường tiểu học Lý Nam Đế tiếp tục học tập, quận cũng sẽ đồng ý. Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm, phường Tây Mỗ có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số khoảng 70.000 người, chủ yếu là cư dân thuộc khu đô thị Vinhome Smart City. Tuy nhiên, cả phường chỉ có hai trường tiểu học công lập là Tây Mỗ và Lý Nam Đế. Để giảm tải cho trường tiểu học Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm đã xây dựng đề án tách trường tiểu học Tây Mỗ thành hai trường là tiểu học Tây Mỗ và tiểu học Tây Mỗ 3. Trường tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập được xây dựng bằng nguồn đầu tư công của quận Nam Từ Liêm. Tại thời điểm tuyển sinh theo lịch chung của thành phố, trường tiểu học Tây Mỗ 3 chưa hoàn thành xong bộ máy của trường. Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm chỉ đạo trường tiểu học Tây Mỗ thực hiện công tác tuyển sinh cho cả trường tiểu học Tây Mỗ 3. Sáng 21 tháng 8, hàng trăm phụ huynh đã tới cổng trường tiểu học Tây Mỗ 3 với mong muốn chất vấn nhà trường về việc không nhận con em có địa chỉ thường trú tại Tây Mỗ, nhà sát trường, dù đã cho phụ huynh làm đơn đăng ký nguyện vọng chuyển về trường này. Hiện tại, số học sinh này phải học nhờ ở trường tiểu học Lý Nam Đế địa chỉ Miêu Nha, Nam Từ Liêm, cách nhà 4 đến 5 km, gây bất tiện cho việc di chuyển. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân quận giao các đơn vị liên quan ra soát những em là học sinh trường Tiểu học Lý Nam Đế có hộ khẩu thuộc tuyến tuyển sinh và có nguyện vọng về trường Tiểu học Tây Mỗ 3 để xem xét giải quyết theo quy định.